Hello, hello, xin chào cả nhà. Chào mừng mọi người đã đến với kênh của Thanh Đầu Shop và Hà Chí Quang. Ủa gì vậy? Gì vậy? Ủa, mà biết đâu biết sợ. À, xin chào cả nhà. Hôm nay chị Trâm qua nhà đoàn với Quang chơi thì... Ủa, nhà chị? Nhà chị, đâu phải nhà em bự hơn, nhà em to đẹp hơn. Không phải, tại vậy hai nhà chị hả? Dạ rồi, xin chào cả nhà. Ủa, em diễn ha, đâu có diễn gì đâu. Diễn thật trăm ghê luôn. À, đông trùng hạ thảo nè. Gì à, heo. Hello mọi người của Trang Hồ Bích Trâm Official. Mấy lần trước á, bởi người ta nói là thí dụ như mà mình qua nhà ai á thì mình biết cái nhà đó có tươm tắt và gọn gàng hay không á thì mình không nên báo trước. Lần trước chị Trâm mời mình qua là có sự là mời qua là có sự thông báo trước. Đi qua thấy không? Đẹp vẻ chỉnh chu. Hôm nay mọi người nhìn trên cái bàn thiệt sự luôn á mọi người. Bề bộ mà ai mà ăn bơ mà bẻ ăn khúc gì hả? Ăn mà kỳ cục cái trời. Em nghe răng ra đi, răng em còn chín bơ đó em. Trời ơi, ăn mà cái muỗng không dám dục nữa. Thiệt sự luôn. Đủ em rửa thôi, đâu có dục nữa. Ý là không có dục, không có dục vô trong cái chỗ rửa anh hiểu không? Chứ em đâu nói dục thùng rác đâu. Cái gì anh cũng nói gì hết trơn á. Trên trang cái gì Trâm á em chửi nữa nghe. Trời đất ơi. Em sao em biết anh quen quá à. Em quen biết gì đâu. Ê anh quen. Hả? Đóng đồ nè. Anh kia lên lầu giùm em đi. Ý, em coi nè, em coi tủ lạnh có gì ăn không? Thôi, tủ lạnh, trời ơi, tủ lạnh là không có đụng tới luôn á, bồ bộn lắm. Ê, bánh kem ở đâu vậy? Nguyên mỗi tủ lạnh có được có một cái lụ à. Không có gì ăn hết trơn. Không ăn trái là hai trái. Không có gì ăn chờ thế em ơi. Ờ, chén kia. Wow, đẹp bé nè. Trời ơi. Ủa, quên. Em mua xong em lấy được cái giỏ. Bữa đó chị nói với em còn nhớ là rõ nè. Là mua đồ sẵn mua cho bé gái luôn. Đâu? Rồi đâu? Hả? Đồ bé gái em đây nhiều đó. Ủa? Cái này là mua cho người ta cho luôn cái vỏ hả? Không, mình phải mua cái vỏ để đi xin á. Cái này là cái để mà... Đi xin là sao? Đi xin là một là mình là vỡ ối là mình cầm cái này mình bỏ lên xe thôi hiểu không? Nhưng bị sẵn rồi. Nè, em cho anh mượn cái tờ giấy này về anh tham khảo những cái mua, cái những cái không mua thì loại ra chứ đừng mua hết nha. Đây là bao tay nè, nón nè, phải về giặt nè anh. Rồi cái này là bình sữa nè. Ủa cái này mua ở đây hả? Đúng rồi, em mua đây. Gần đây luôn nè, tao sẽ ghi nè. Nhiều lắm, anh vô lựa thoải mái luôn. Đây nè, nó tư vấn cho mình từng cái. Bình sữa thứ hai nè. Còn này là gì? Máy hút sữa hả? Không, cái này là sữa lúc mà bầu mà mình chưa, mình đẻ xong mà chưa có về sữa. Thường là ví dụ như mình đẻ thường á là một vài tiếng sau là tối đó nó mới về sữa. Còn nếu như mà đẻ mổ là thường là chưa có về liền á thì mình phải có sữa này để mà thế cho em bé bú. Là cho em bé bú bình. Bú bình. Bú bình. Xé rơm bon phôi lo lông square. Cái này là rơ lưỡi. Chị là gì? Cái này là cái gì này không biết luôn. Nào ơi, cái này là cái nước muối sinh lý hay gì á? Naturai buôn sen nốt nè. Cái này là bột gì? Dầu xả giặt đồ. Ủa cái này ấy cho mũi hay cho miệng em bé vậy? Ba bi mắt còn nhỏ mắt đó. Chico ba bi mon and. Ủa cái này shampoo và body wash cái này là vừa gội vừa tắm cho em bé luôn. Nhưng mà em bé còn nhỏ quá chưa dùng này. Đâu? Cái này là dành cho sơ sinh á, người ta tư vấn cho sơ sinh mà anh. Ủa mấy cái này dùng hả? Chứ mày tắm gì hả? Không. Buồn gì đây biết. Cái này là... Ủa em có lít vô đây chưa? Cái này là nước rửa bình rồi này kia, rửa rau được luôn. À bitch, cái này hiểu này ok. Benaten, Babi, Eric, Capun. À cái này mình xúc sữa nè anh biết nè. Cái này là bình xúc sữa là cái gì? Cái này là rửa bình. Thì rửa bình xúc sữa đó, rửa. Nhét vô đẩy. Tắm dầu tắm trồng cảm. À, trồng cảm. Trồng cảm. Trồng cảm nó sẽ đọc đi lại gì trời. Nè đọc gì tiếng Anh. Pep and Ten, hello, cell, pet, gì đó. Giờ này anh phải mua nè, một cái dầu kinh diệp với lại một cái này dầu kinh diệp, dầu cầm đà để xúc vô cái ngực em bé cho nó ấm, ngực em bé là phải mua. Vậy cái bộ này mình mua một bộ thôi là được rồi. Đúng rồi, anh mua một bộ dùng chung. Chứ đây rồi, tại vì nó đâu có bán lẻ, bắt buộc em phải mua luôn một bộ. Mình mua một bộ. Không, bây giờ. Cái đồ này đồ cho em bé đúng không? Tại bộ đồ em bé tất cả là đồ của em bé, nhưng mà bây giờ là chị Trâm mua này cho mình. Không phải Trâm để thôi, mất công quá. Không bây giờ gì nè, dễ lắm, em mua đồ em biết thôi được rồi. Em biết rồi, nhưng mà giờ gì nè,
bây giờ chị cứ cầm cái bill này, chị cứ là chị mua thêm một set để nữa, y chang lại đấy cho em, đúng rồi. Sao chưa hiểu? Ý là cái này là cái bill, thay vì chị đưa cái này cho em với Quang, em với Quang phải đi mua là phải kiếm đi mua lại từ đầu. Còn cái này là gì em? À, dầu xả để giặt đồ. Ai giặt đồ em bé? À, để em tính toán nè. Qua từ đây cứ tính đi, anh hỏi cái này là mấy hâm sữa phải không? Tự nhiên tính toán rồi nói sao tính toán. Bỏ cái bình khăn giấy ướt vô hâm cho nó nóng là để chùi cho em bé rồi nó đi phân xu rồi đó. Ý là người ta là cái là nghĩa là chị đưa, thay vì chị đưa cái này cho em với anh Quang phải đi mua, thì bây giờ là thay vì chị lấy cái này chị đi mua, còn á đây cũng như là quà tặng là có nghĩa là bây giờ là chị có mua thêm một số này nữa, một số gì nữa cho chị. À, cái này là gì? Mua cái là cho chị. À, còn cái này em với anh Quang phải đi mua, phải hay vậy đó, đó tốn cam. Hiểu ý của đàn rồi, hiểu rồi. Cái bô hả? Không, cái thao đi rửa mặt rồi đó kia này kia. Rửa cho mình hay rửa em bé? Rửa em bé chứ, rửa cho mình vậy. Để em tắm bé. Không, cái này tắm cho em bé không? Không, em bé là cái tắm cá. Còn nữa nè. Rửa mà. Ủa, chất cha bị thiếu rồi. Thí gì? Nhờ anh Quang coi đồ cho nên mới thiếu cái thao. Thấy chưa, cái thao tắm em bé đúng không? Đúng rồi. Ủa, cái thao tắm em bé chồng ơi. Sợ cái thao tắm em bé để quên nó chết rồi hả? Bạn có mua không? Có mua á. Em có lít vô đây để kiểm tra. Ủa, cái bill của nó rồi chồng. Rồi xong. Ba xuống xe thôi, ngoài cái cửa chỗ mẹ ngồi, ba lấy cái bill giùm mẹ đi. Thiếu cái thao mất tiêu rồi. Rồi cái bill ở bên nhà vợ anh rồi. Thao rồi, sao bữa năm nay không thao rồi? Ờ, cái thao rồi bự bự. Nhưng mà những cái bill có cái thao không? Thì bởi vậy bây giờ mới nhìn cái bill nè. Nhớ rồi, ơi. Rồi. Ờ, khăn giấy, ủa khăn giấy phải mua cho nè, cậu tắm đánh dấu rồi nè. Khăn giấy á, là có nhiều người á, người ta nói á, là mình sử dụng khăn khô, mình thấy nước nấm. Ừ. Nhưng mà hả, người ta kêu bây giờ có cái máy này nó hâm cái này nè, mình bỏ vô đây cái mình hâm nó là thành là khăn ướt nấm. Nó ấm ấm để lau cho em bé nó sạch hơn. Cái nào tiện hơn? Thì cái này tiện hơn. Cái này dễ thương nè. Móc á. Móc đồ cho em bé hả? Ừ. Còn cái này là khăn khô luôn nè, có khăn khô luôn nè. Mình lau cái khăn ướt này xong mình lau khô lại cho em bé để không bị hâm. Ở cái đồ em bé màu xanh nè. Mình mua màu xanh màu hồng luôn. Khăn xô nè anh. Cái này là cái khăn này đúng không? Để anh cũng có đấy. Nhưng mà em mua này là thiếu một cái rồi. Cái này màu xanh là cho bé trai, còn cái màu hồng cho bé gái đâu. Bé gái nữa. Em mua thiếu một cái rồi, chết nha. Phải quay lại nó lấy mua thêm cái. Anh ơi, tiện thể mà anh lấy cái thao thì em nhớ mua luôn một cái áo khăn tắm màu hồng nha. Khăn tắm màu hồng. Khăn tắm màu hồng nhớ nhất nha. Không, mà thật sự á, ở đây không phải là mình kiểu giống như là mà chị Trâm mà mua đồ cho con mình thì mình kiểu như mình khen chị Trâm hay là mình nói gì đâu. Rất là chu đáo á cả nhà. Mặc dù là bầu bì mà không chịu mua cho con mình trước mà mua cho đoạn với Quang trước nữa là thiệt sự rất là hay luôn. Ủa em, cái đồ bấm cửa để đâu rồi? À. Mình lấy gì? Ý là bây giờ chị Trâm chỉ mua cái này mà còn thiếu một cái bộ đồ màu hồng cho em bé gái. Cái này là để mình bắt sữa. Rồi có thể đây. Cái nó nói cái thao này không? Không. Cái này là thao rửa mặt khác, còn cái cậu cái thao kia khác cái bữa đó mình mua để đi lên cho tắm nè, nó để cho tắm. Không, cái này không phải là cái điều cái mà bữa là lấy cái gì là đánh dấu vô rồi. Bây giờ quan trọng coi cái bill có cái bill để lên tiện rồi. Nó kêu nhóc đem qua đi. Kêu ai chụp hình gửi qua. Thiệt luôn á. Để quay xong đi rồi cái gì vợ coi nữa rồi nói nó. Đâu sao đâu, nó có cầm này ra mà. Nên được hiếp cho mình. Cho ông ơi nè. Không sao, sao đâu, trời ơi, vợ chỉnh mà lên được hết. Này ơi, anh em phụ em sắt cho nó. Cái gì? Cái đó là sao? Cái này rồi, khám phá đi, còn cái kia nó gặp quay. Cái này lấy gì vậy? Để tôi đi em mới biết được. Đúng rồi. À, cái này anh biết là cái loại dắt sữa vú ơi nè. Nè, hai cái này là bơm sữa nè, bơm sữa. Bơm sữa. Quá trời. Mặt cơ luôn cả nhà. Ê, ngồi cái sát ra nha, tôi muốn thích vậy đâu nha. Ủa mắc cờ quá đâu rồi, anh đưa cái điện thoại cho đâu rồi. Ủa giờ sáng hồi sáng ai chụp hình ôm vậy? Ờ nè, sao anh đưa lên chụp hình lên kìa. Cái bạn nó đang quay cái gì? Bạn nó đang quay cái gì? Diệu. Diệu ơi em, hãy nghe đây là sự thật. Ủa cái này là nấu nước ấm hả em? Đây. Ông đun nước để pha sữa hay là mình làm đây là cái gì? Mình mua hai hồng riêng. Bà ăn chả thì ông cũng phải ăn nem. Anh Quang kêu ôm vô. Anh Quang kêu ôm. Anh Quang kêu ôm là kêu sao? Ai kêu? Liếc đâu làm chứng đâu. Không thích thôi, sao mình ôm? Ờ. Thích mà, có thích. Ủa? Em ơi, mua cái này để anh phòng là để pha sữa. Như vậy? Đi ta nít, đi ta nít. Anh Quang qua đây với em. Anh qua đây em. Thôi mà để chân vô để chân.
em vậy là được rồi nha, em đừng bắn hư nữa nha. Mà ghê, nóng là nóng. Ủa coi cái này là gì đây? Máy đã không, đã không, đã không. Còn mấy giặt đồ mấy nói hả? Máy tiệt trùng. À mấy cái bình của em bé xong đúng không? Chị. Cái gì vậy? Anh nhìn gì vậy? Sao nhìn vô anh trộn? Ủa, em cái này. Em ơi tập trung đi, mình phải biết mấy cái này. Tập trung cái gì anh làm tập trung đi em đó. Mấy cái này là máy tiệt trùng phòng hay là mấy cái này? Máy tiệt trùng mà bình sữa đồ này kia đó. Mở ra coi thử, mình phải mua. Anh Quang là phải mua cái này nè. Tại vì tắt sữa xong rồi là mình phải bỏ cái bình sữa vô trong đây. Đi đâu vậy, đâu hả? Ngang em đi công việc, đi làm việc xíu. Thôi em đi lên phòng kệ em rồi. Thôi kệ đi, em mệt mỏi lắm rồi. Dặn em ra. Cho luôn á. Đấy chưa, tại sao luôn, không cần. Để cái bình sữa vô đây nè anh Quang. Để cái bình sữa vô đây nó hâm á, cắm điện vô cái nó lắc quay rồi nè. Ủa con, thân cho người ta vô sữa không được lắc đó nha. Được mà, đâu có sữa lúc nào mà nó lắc gì mà. Hâm sữa mà. Hâm nhiệt độ nè, 30ml, 90ml, 150ml. À. Nè, nó bỏ sữa vô nè, học một rồi nó lắc hay là không lắc đâu, cái này không có lắc, cái này không có lắc. Cái này là hâm sữa em ơi. Không có kinh nghiệm, thiệt luôn mọi người thấy thì không? Thì em nói là hâm sữa nè. Cái này hâm, em vừa lắc anh mới nói được. Cái này là máy hâm, nhiệt độ nó lên. Ví dụ bao nhiêu ml nó sẽ hâm cái nhiệt độ vừa đủ cho em bé uống nè, nó ấm nó canh trước rồi. Rồi ok, mấy cái này phải mua hết á. Ê bữa nào á, bữa nào phải chăm phải dắt anh đi mua rồi. Không, đi đi để em dắt đi cho. Ừ, em ơi cái này nè, bắt buộc là mình phải để nè. Không, cái đó phải mua nha. Anh biết sao không, cái này anh mua cái loại bự đi. Tại vì cái này là anh tất cả các cái gì mà nó ngậm vô miệng nó phải tiệt trùng hết. Ừ, đó, ví dụ như gấu bông, anh mua con gấu bông thì anh cũng phải gấu bông vô được luôn. Nhưng mà anh nói nghe nè, cái này là mình để ở nhà đúng không? Ừ. Lúc đi xin đâu có tách mấy cái thùng máy này đi đúng không? Không, ở xin là ở bên bệnh viện người ta tiệt trùng cho mình rồi chứ. Ừ. Anh coi ra đi, anh coi cái nó đẹp lắm, nó bự lắm, em chỉ cho cái tiệt trùng. Cái này cái gì, cái đó là cái gì? Cái máy tiệt trùng á, mấy đồ mà con nó ngậm vô miệng là. Nói chung là nên mua những cái cần mua thôi, còn lại là nhiều. Ủa, cái mình cũng nên mua lắm. Ủa em ơi, ủa sao kỳ vậy, cái máy nằm kỳ vậy? Máy nằm vậy là đúng nè. Nó có. Đây nè, cái mặt nó đây nè. Đúng luôn nè. Nè, tia UV nè. Nè, bao nhiễm đúng nè. Đó, cái này nè. Đó. Ta mở ra vậy nè. Rồi. Đó, vậy nè. Rồi xong rồi cái mình bỏ nè, núm vú nè, bình sữa nè, sau khi rửa xong bỏ vô nè. Xong rồi nè, gấu bông nè, rồi cái ti giả nè. Rồi muỗng, đũa, tất cả cái gì mà liên quan tới em bé nó ngậm vô miệng đó là phải tiệt trùng. Cái máy này là dừa nè. Cái máy này dừa nè, mình để ngay chỗ cái. Có gương so nữa. Ờ đó thì cái gương đó. Cái này là cho mẹ bây giờ mẹ mắt mẹ mắt cấp mẹ mắt cấp mẹ mắt cấp sao hầm sữa cho cái này chắc mẹ quên mà bỏ luôn cái đồ hầm không bả vẽ cái lên xong cái ba tưởng đâu là cái đồ dắt mẹ bẩm bả bỏ ở đây thôi phòng với mày họ chảy hết đồ. Không, cái máy này vừa là chăm, tại vì con mà đưa vô miệng là tài này nhỏ mà. Không, cái này gấu bông á, mẹ em bé ôm đúng không, đặng tháo cái này ra xong bỏ gấu bông vô anh tiệt trùng luôn. Không, cái size này vừa nó gọn, nó bự hơn nữa là nó vướng hết. Đâu có bự hơn nữa đâu, ở này không mà. Mọi người nghe rõ nè, anh phải mua cái bự hơn nha anh. Thì em nói là mua cái loại bự, là cái loại này nè. Cái này bự nhất đúng không? Này là loại bự rồi, có cái loại bự hơn nữa nhưng mà nó rườm rà, nó bất tiện lắm. Cái màu này cũng đẹp nè. Nhưng mà có cái này màu xám không? Có, đủ màu, cái dòng này đủ màu. Đấy, ví dụ cái này mà như mình xài xong, con mình lớn mình đâu có cần xài nữa đúng không? Đâu, mình kỹ là mình không xài luôn á. Là người ta nói á, đến khi mà nó ăn dặm á thì mấy cái chén, mấy cái ly, mấy cái muỗng của nó là mình vẫn bỏ vô tiệt trùng được luôn. Cái đã tiệt trùng là mình dùng cho người lớn vẫn được luôn. Đúng rồi. Tiệt trùng hết cho cái chén. Nhưng mà cái này là con nít đến khi mà nó ăn dặm này kia là mình vẫn cái đồ của nó đó. Cái miễn dịch trong nó này còn yếu á, thì mình cho cái này cho nó tốt. Nói chung á là thời buổi giờ mọi người thấy hiện tiên tại ha. Chứ là xưa ví dụ như mình á, mình ở dưới quê hả? Ngày xưa là luộc. Không em. Phải, biết rồi. Ngày xưa ví dụ như bây giờ đi xin cũng vậy đó. Nhiều khi là đang ở nhà mình thường vậy đó. Em kéo ra giùm chị đi. Cái này là được cho, cái này người ta tặng nè. Tặng ha. Ừ. Ủa mấy chị nào mà có xem được clip của chị Trâm á, sao tặng chị Trâm mà không tặng cho em? Tụi em thì mấy chị tại ơi. Tại em hai đứa lượng này tặng không, thôi mấy, ha. Mấy chị tặng cho các em mà cái nôi không? Nôi đôi mà em mua hai cái thì mắc hơn mua cái nôi đôi mấy chị. Ê cái nôi đôi cưng lắm luôn á. Vâng. Đây này, mở sao mở sao. Bóp đúng rồi, bóp cao lên, bóp. Đó, em đi xa rồi, đây nè, người ta có cái đây nè, Trâm ơi, đây nè em lóc rồi sao em bóp. Ừ ha, sao ngu ghê á. Người ta có cái đồ lóc và anh lóc. Cái này là chị kia chỉ cho á. Đẹp rồi anh. Tặng. Chị Phương đồ bộ tặng. Tặng. Chị Phương đồ bộ hả? Ừ. Mà tặng không nói năng cho chị Phương, chị Phương ơi, tụi em mới qua nhà Trâm thấy cái quà tặng của chị nè, rất là đẹp nha. Mình
mình là phải đôi đôi đúng không? Đôi đôi, đôi đôi chị Phương ơi. Ê, em lên nằm nữa chị. Nhưng mà em không có thích màu đỏ, em thích màu xanh. Màu xanh cobalt cũng được, màu xanh da trời đậm. Xanh phối hồng cũng được. Ừ, đúng rồi. À, đúng rồi, đôi đôi mà một bên xanh bên hồng hai. Ê, sao cái này nó mong manh với người ta? Không. Ờ, thấy chưa, người ta chơi mong manh kìa chị Phương. Chị tặng mà người ta chơi mong manh. Không phải gì nó mong manh. Em nhìn vậy chứ thật sự cái chất liệu mới quan trọng. Nó cứng. Giống như nhựa đi, nhựa giòn quá sẽ dễ gãy mà nhựa dẻo. Ta lên mà thử coi. Cái gì vậy? Chị đó ai? Đây em đẩy. Thôi. Thôi mà chị có nhiều cái đó. Dạ. Đó. Rồi ơi, tội nghiệp quá à. Anh mà leo lên là chắc nó sụm nụ luôn á. Thiệt. Ok. Sầm nụ luôn. Em phải cho anh một cái sớ rồi đó. Để mình phải có bằng cái kem vậy nè. Đó, anh Quang để ra. Tâm định quay cái clip là khám phá đồ đi sinh. Mà Tâm chưa kịp quay, anh Quang qua đây khám phá đồ rồi. Khám phá đồ đi sinh mà họ bị sinh đồ luôn. À, em cái này là phải em bé phải 6 tháng trở lên mới ngồi nôi chứ đâu có... 3-4 tháng nó nằm được rồi, bình thường anh. 3-4 tháng anh vẫn được, anh. Được không em? Em là có quay ràng, được mà. À, em đẻ chưa mà em biết vậy? Không. Trời ơi, nó hỏi tỉnh bơ mà trong cái đó nó thua mình cả chục tuổi luôn á. Cái này là chống gù lưng nè. Ừ. Được đó ha. Rồi, còn cái gì chứ? Còn này là cái này á hả? Hả? Bây giờ tính ra đồ đi xin. Ủa rồi. Ủa, vậy cái đồ của em đâu? Đồ chị nhà đâu? Cái đó em nói cái sao? Đồ cho mẹ em mấy rồi. Đồ cái đồ tivi chi vậy? Đây nè, đồ cho mẹ nè anh Quang. Nè. Tả. Quần tả. Nè. Tại nhiên đi sinh thì mua cái tivi chi trời. Trong bệnh viện có tivi cho em. Ủa cái này là đồng nữ sinh luôn hả? Cái tivi nó bị rớt xuống. Trời ơi. Rồi. Nặng quá không? Trời ơi, bật kệ nhẹ thôi cái mày mình. Trời ơi. Ủa cái này mặc sao cho mặc thử anh coi coi. Thôi đừng có xé. Thôi. Ông nội này chi trời. Ông quay với bà bạn. Nè, đây, nằm xuống đi, mẹ bạn cho con. Không, chăm, cái này là mẹ bạn cho con. Không, anh bận đi chứ, em chưa mà. Đây, bạn. Cái gì vậy? Nằm xuống. Nói một tiếng rồi đi kêu đi. Ủa là sao? Không, chứ con. Trời ơi. Con này còn nhỏ lắm, cho nên là để từ từ. Ủa? Đó, ủa sao vừa? Em chăm xem mặt vừa chăm. Cái này em giống như mannequin nhân chăm mấy chị ơi. Trời ơi, cái gì vậy? Hôm qua em bận thiệt luôn hả? Sao em nghe lời đoàn quá vậy? Kỳ quá hả? Ủa, cái này sao mặc vừa chăm? Con nít mà biết quá chuyện. Không, cái đồ này được cho bà bầu. Này ra quần bà bầu. Ủa gì? Mình sinh xong là mẹ bầu thường hay ra sản dịch á. Là phải bận này nè, khỏi bận quần, khỏi bận phận, khỏi đeo qua mình sinh, hiểu không? Trời ơi, Vĩnh Quang ơi! Không tin nổi luôn á trời. Ông quậy ghê luôn á trời. Thôi kỳ lắm. Cởi ra đi. Chồng ơi chồng. Anh chồng ơi, chấm muối này cho anh nè. Trời ơi chết luôn á. Chồng. Chồng ơi ổng này ổng quậy ghê luôn á. Còn anh Quang. Anh Quang anh quậy quá. Cái tả của mẹ bầu mà ổng lấy ổng bận vậy nè trời ơi. Lấy bạn khác cũng kêu. Thấy không kêu người ta bạn chụp hình trời 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 trời. Để xong là em để xong là phải bận. Em đi tiểu trong đây luôn hả? Không, đi tiểu thì vẫn đi bình thường. Còn đây là nhiều khi sản dịch nó ra là mình bận liên tục luôn. Ví dụ như người ta thường là em nghe mấy chị nói là mình sẽ đeo bằng vệ sinh. Ừ. Nhưng mà ba đeo bằng vệ sinh thì nó sẽ rất là cực luôn. Còn này nó dính luôn sẵn cho cái quần luôn rồi. Sao cũng có cả bự hơn không? À cái thảm này một người thôi, tụi em bé. Một người. Ê, quên rồi, em chưa mua cái nồi cho mày. Mua nồi chưa? Mua không rồi? Đâu? Tức trên lầu em bé, lên phòng em bé. Ê, em lên coi cái nồi cho mua sao em? Chưa có dựng. Chưa ông ông trọng chưa cho sếp coi, chưa cho dựng, nó cái còn sớm đó. Cái nồi đó mua một anh phải mua hai nồi một. Ừ. Hai trời ơi, em có cái nồi mà em thấy mấy người bán cái nồi mà đôi đẹp lắm. Không. À nồi một đi. Tại tụi nó vừa một đứa không ngủ nè, nó quấy đứa kia ngủ. Nè, cái này là cái mền nè. Đây. Nóng nguyên không? Có. Em ơi tắt nhạc. Đó. Rồi. Để rồi bây giờ. Rồi bây giờ. Vậy là. Không, anh Quang xếp cái này lại, bỏ vô thùng rồi em đi. Thì là cái này mình cũng mua hai gói á. Cái nào? Cái này nè.
phải mua nha, bận nó tiện. Tiếp cái điều vô phòng hả? Trời thôi cái túc clip ở đây đi trời. Cười ra đau bụng với anh Quang luôn á. Cái nồi này nó dễ nè, cái nhẹ nữa, xách đi sơ. Mà nó dễ luôn. Gấp đây là em chỉ lóc lại em mở. Rồi, bye bye cả nhà nha. Bye bye cả nhà nha. Đoàn cảm ơn trước chị Phương đồng bộ tặng cho mình hai cái. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị Phương, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thank you so much. Tụi em bây giờ tụi em chưa biết chuẩn bị cái gì hết. Tại vì mọi người chuẩn bị cho hết rồi phải không? Đúng rồi. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn, bye bye mọi người. Bye bye nha cả nhà. Mọi người ơi, còn ví dụ như có thiếu đồ gì nữa thì cả nhà nhớ nhắc bé Trâm giùm nha. Tại vì bé Trâm lần đầu tiên đi mua nên cũng không biết mua gì cho đủ, thiếu nữa. Biết thiếu đủ sao nữa. Em nhắc khéo mọi người hả? Không, ý là mọi người còn thấy là thiếu cái gì nữa mọi người nhắc em bổ sung. Anh tự là nói mọi người thấy thiếu gì thì mọi người cứ gửi đến cho em đọc địa chỉ luôn đi. Bye bye nha. Ok, bye bye mọi người, cảm ơn mọi người. Rồi,